Shopmoviet.vn bán đích nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào anh em, ngày hôm nay Mồi Việt sẽ chơi thanh niên cách đầu mồi Enzo theo một yêu cầu rất là thú vị của rất nhiều anh em trong nhiều ngày vừa qua. Đó chính là anh Mồi Việt ơi, chơi Enzo full trí mạng đi. Chơi được hay không? Và tất nhiên là chơi được rồi. Bởi vì với cái niềm đam mê và cái sự yêu thích chơi game mobile không bao giờ nguôi ngoai của Mobile Việt ý, thực hiện hết yêu cầu anh em nha. Chỉ cần các bạn comment ý tưởng của mình, và nếu là comment thì tuyệt vời rồi. Khi mà các bạn comment chỉ cần ABCXYZ để lại dấu vết thì mình đã chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều rồi nha. Ok. Rất may có bé Theo Lát đã bảo kê, chứ không là mất tiêu con bùa đỏ rồi. Trong khi đó thì Adum đã làm gỏi cái bùa đỏ của rừng tim mạn, còn Tunen thì ăn con quái nhỏ. Đấy, rừng tim mạn làm gì còn con cái nhỏ ở đâu, còn mỗi cái lịt thôi. Đấy, đi cướp rừng người ta tính trộm chó, nhưng mà rừng tim mình còn mỗi cái lịt. Thành ra là thọt nha level 3 này anh em ơi. Gặp mình quăng xích cho, mình quất roi cho thì không trượt phát nào luôn. Thực ra thì chất tướng Enzo là một chất tướng nó chơi cũng khá là kén người chơi. Cần phải móc chuẩn xác, và khi anh em móc chuẩn xác rồi thì mới tính làm cái gì thì làm nha. Mọi chuyện sẽ rất là dễ. Đó, đầu tiên là quăng cái chiêu móc. Rồi, chiêu 1 hất chiêu 2, chiêu cuối. Rồi tiếp tục đánh thường, đợi hồi chiêu 1 và chiêu cuối và chơi thôi. Và khi tiêu diệt được tướng địch thì anh em ơi, quất như một thằng điên luôn. Tốc đánh, tốc chạy đều mắc ping. Ở nói chung là có khi là hơn 2 phút rồi cái bùa đỏ ra thì lại phải xin thôi. Đó, không nhìn thấy cái bùa đỏ là có thật từ vị trí của bạn Lacrot. Nói chung là nhiều khi đi cướp mà không có cướp được. Người ta không muốn cướp, người ta lại cướp được. Đấy, mắc chúng là có mạng. Mà thôi nha, bạn này cấu gì ở đau phết. Enzo full chí mạng thực ra là phong cách mình thấy là chơi được, bởi vì con này đam tay cũng khá là cao. Và khi mà các bạn đánh chiêu 1, lướt chiêu 1 rồi các bạn đánh thường thì được cộng thêm đam vật lý, mà nếu chí mạng ấy thì nó đam rất là to. Ở chỗ này phong cách sẽ khiến mình khá là khỏe thời điểm đầu game nha. Nên là mình sẽ cố gắng phát huy, gánh sớm, móc sớm và hỗ trợ team ăn nhiều mạng. Ở nói chung là ăn càng nhiều càng tốt. Không biết là có hack được mạng hay không, anh em cùng theo dõi nha. Ủng hộ Mô Việt đi nào, để lại dấu vết nào anh em ơi, like, comment ký tự bất kỳ nào. Rồi, mid team bạn thì chết hơi nhiều, và chất tướng Natalia đầu game chết nhiều thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ rất là dễ chơi. Mà bên mình lại có Arum đấy chứ, Omen ấy, trời ơi, toàn cái ông cover cứ phải gọi là tuyệt vời. Anh em Lacrosse trận này cảm thấy là sẽ phế rồi, chắc chắn luôn anh em ơi. Từ từ nha. Tê tái của mình còn hai mấy giây cơ. Rồi này, ăn nhẹ con rồng, và sau đó thì ganh thanh niên Natalia. Ui tính KS không được mà mất cái mạng luôn. Rồi dí luôn anh em ơi, dí luôn. Ok, bê trụ đi. Không có lính nhỉ, lính hơi muộn. Rồi ăn chim tạm rồi tiếp tục là đẩy trụ. Nói chung là có lợi thế thì mình cố gắng là mình đẩy trụ sớm để cho team đánh dễ. Móc chúng nó có mạng nha. Móc ui, hơi xa anh em ơi. Rồi, hơi xa vẫn chết. Tiếp theo thì bạn Valet chết theo thôi. Ok, chém trụ. Trời, anh em thấy chưa? Chém cực kỳ phê luôn, móc chúng ui. Ở cái chiêu 2 nó hất về đến cái chiêu cuối để có thể dùng. Bây giờ nó cái tầm nó xa, mà nó không thể xa được so với các phiên bản cũ. Thành ra là chơi Enzo nó khó đi như vậy. Tốc biến các kiểu là chạy được. Ok. Điên ghê ngơ bơi, mấy cả có kháng hiệu ứng cái là mình cũng không hất được về. Đấy. Rồi, nên đồ chí mạng nha, không nên đồ sinh giáp. Nói chung là mình sẽ chơi theo phong cách của anh em để trải nghiệm. Trải nghiệm thôi nha các bạn ơi. Và mình sẽ không để đồ trải nghiệm. Bởi vì đồ trải nghiệm chỉ là những cái đồ phong cách nói chung là dị, lạ, đặc biệt, và nó chơi kiểu là chơi chỉ một loại đồ, nó không phát huy tối đa được hết chất tướng.
Và cái đồ này thì anh em ơi, đừng học theo nha, đừng học theo nha. Thì mới Việt chơi cho anh em thấy thôi. Ok, móc được là có mạng. Ui, chất tướng này, trận đấu này chất tướng Natania thực sự là cái cột để mình móc. Móc quá dễ luôn. Không có cái chiêu tăng tốc chạy tí nào. Móc cực kỳ dễ nên cứ săn Natania là vị trí cảm thấy là dễ ăn nhất. Con tướng này có khó lúc đầu farm thôi. Lúc đầu farm rừng cái vòng rừng đầu tiên ý là hơi khó thôi, còn lúc sau thì cũng dễ. Và farm cũng nhanh chứ không phải là chậm. Nếu anh em bảo con này farm chậm thì thực ra cũng không đến nỗi là farm chậm đâu. Đầu vòng rừng đầu thôi, đồng đội mà hỗ trợ ấy, thì mình sẽ farm ok. Thường thì anh em leo rank cao thủ thì mọi người thường để hỗ trợ các bạn farm cái vòng rừng đầu hoặc là bọc kê hộ. Đấy, tuyệt vời anh em ơi. Nếu không là con này mà đầu game mà bị thọt ý, chơi cũng khá là khó ý. Từ từ nha, ôi hình như là Arum bị làm sao ấy. Tự nhiên quả đấy nó ngáo, hơi ngáo. Ok, có mạng này, móc chúng là có mạng. Cứ Natalia mà chơi thôi. Bên Natalia chết này, sau đó thì Toro và Malok Chelot triple kill. Không, nó là quarter kill anh em ơi, chắc luôn. Chạy làm sao được. Đấy, con này cũng có cái hiệu ứng là ăn mạng liên hoàn với cái nội tại. Tiêu diệt tướng địch thì được tăng rất nhiều tốc đánh ngang tốc chạy. Bạn thấy đầu moi ghê không? Đầu moi quá ghê luôn. Mình đi cắt đầu moi đi. Mà bây giờ cắt tóc cũng hơi khó nha. Bởi vì các cái tiệm cắt hớt tóc, cắt tóc thì đóng cửa rồi. Đấy, anh em phải côn về tận nhà để có được cái mái tóc đầu moi. Rồi mà bây giờ đầu moi nó không còn hot trend nữa. Không hot trend ở đâu anh em ơi. Ok, đầu moi cũng có ngót trên. Và đầu moi Enzo cũng bị anh em lãng quên. Nói chung là con tướng kén người chơi, ít người chơi, nhưng mà khi biết chơi chắc chắn sẽ nghiền nha. Rồi móc chúng rồi, móc chúng là chết. Móc chúng, ui chạy nhanh thế nhở. Ui nhanh rồi, hết châu, hết mana, hết bùa xanh như đấy thì chạy. Ui anh em ơi, 11 mạng ở phút thứ 7 này. Chí mạng cũng to phết rồi nè. Chí mạng to bởi vì sao? Là bởi vì là sau khi lướt cái chiêu 1 đòn đánh thường, anh em thấy công vật lý rất là cao, sát thương rất là cao. Và khi đó chí mạng thì tất nhiên là đam sẽ to rồi. Nên phong cách chí mạng là chơi Enzo được nha. Được, nhưng mà các bạn chỉ nên tầm 1 đến 2 đồ thôi. Cứ nên kiểu lên full nó mua Việt thì sẽ là không được đâu. Ok. Đấy anh em thấy chưa? Các bạn lên chọn những cái mục tiêu mà mình cảm thấy dễ ăn nhất, dễ móc nhất thì chúng ta móc. Bởi khi móc những mục tiêu đó thì ít bị hụt. Và các bạn sẽ có được nội tạng sau khi tiêu diệt tướng địch. Đó, và những thanh niên dễ móc thôi. Mà lốc này, Ata này, Toro này, thì Toro thì hơi cứng là cũng hạn chế móc Toro, cứ Nata đầu tiên nha. Rồi, cứng cũng chết nha. Đây là Nata này, gọi là Nata này, Nata siêu phế rồi. Đồng ngay bét móc Enzo anh em ơi. Anh em cắt đầu moi móc cho thì không trượt phát nào luôn. Rồi, đánh thường là chết rồi, móc không cần trúng cũng được. 40 vàng. Chém, trời ơi. Ôi chém. Ôi có khi là end game anh em ơi. 9 phút thôi, lụm hẳn 12 mạng, à không 15 mạng cho Enzo, phong cách full 9 mạng. Và video clip mua Việt đến hết rồi, xin chào anh em bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.